Nia nhé, nằm đây là rất là nhiều. Mình phát hiện đây có một cái xác rắn rất là to ở đây. Mình phải quan sát thật cẩn thận không mà cặp nia nằm ở trên. Mình sẽ phải dùng trước cho mọi người nhé. Nó mà vồ cho một miếng là hết thuốc chữa luôn, rất là ghê luôn. Nè mọi người xem, ui rồi ôi, nhìn ghê chưa. Đây có lẽ là một cái trang trại để chăn nuôi. Toàn gỗ không mọi người. Ui giời, cho mọi người xem cái xác rắn này. Con này nó phải một rắn gì. Đây mọi người xem nha. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên để cho phép Quân khám phá vlog, xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe tới tất cả mọi người đang xem trên kênh Mạnh Khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, an tâm, thân lạc và thành công hơn trong cuộc sống. Hôm nay tiếp tục những video khám phá các căn nhà hoang và những câu chuyện thường ngày cuộc sống hàng ngày. Thì ở đây Quân thấy có một cái căn nhà hoang ở đây. Đây mọi người, hiện tại bây giờ trời đang trưa, nó gần một cái bờ ao này. Và mình thấy rất là tùm của cây, nó mọc lên rất nhiều. Không biết bên trong này có điều gì hay không, có cái gì còn sót lại không. Nhưng nghĩ rằng đây là một cái ao. Cái ao này dùng để thả cá đó mọi người. Nhưng mà có lẽ là đây cũng người ta cũng không thả đâu. Kiểu như ao hoang ấy, thấy rậm rạp đó. Bây giờ mình cùng mọi người vào cái căn nhà hoang này xem có gì không. Trước khi vào căn nhà hoang này, không biết là có cửa có mở không thì mình cho mọi người tham quan một vòng. Đây, bề ngoài của nó đây, nó khá là tùm. Nhìn cỏ cây nó mọc, lâu không có người ở ấy, nó sẽ tạo ra một cái rợn rợn mọi người. Đây là cái gian phụ của ngôi nhà này. Có cái giàn phụ bên kia đây, nó tùm, có lẽ là băng có đó cũng hơi nhanh đó. Bây giờ mình sẽ xem nó rộng thế này có mọi người không, rất là nguy hiểm. Thì vào đây chúng ta sẽ có gặp những cái rắn rết rất là hãi luôn. Có thể là mình phải xua đi một chút mọi người. Ui, thấy chưa, một con rắn không đơn giản đâu mọi người. Con rộng thế này rất là nguy hiểm luôn. Đây có thể là một cái gian phụ thôi, vậy là không có gì đâu. Gian phụ này thì có bên trong có gì không, cây cối thì nó mọc không còn chỗ nào nó không mọc rồi. Đấy, cái này cũng bỏ hoang lâu. Bên trong này có kho báu gì không? Thôi được rồi, mình sẽ vào bên trong mọi người nhá. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chờ. Sợ cặp nia nằm trên thì nguy hiểm. Wow, thấy không? Đây là bên trong cái căn nhà hoang này. Đây mình nghĩ là một cái gian phụ thôi nhá. Đây là một cái ván này. Đây có thể là cái nơi để kê đến nằm này. Ôi, nó không còn gì hết, còn những tấm ván thôi. Trong này nó mùi nó rất là ghê luôn. Mình xem có còn sót cái gì trong này không, nhưng mà có lẽ là không còn gì hết. Đấy, xây dựa đường luôn. Cây cối mọc tùm. Bên trong này thì vẫn không có cây cối mọi người, nên mọc bên ngoài thôi. Đây là cái gian phụ của bên kia, là cái gian bên kia chắc là cũng gian phụ thôi. Đây là cái gì mà người ta lại kê cái này lên đó. Cảm giác ghê ghê. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người vào cái gian chính xem thế nào. Đây cái gian phụ đây.
cái dàn phụ nó tăm tối kì. Mọi người nhìn cái dàn phụ kìa, rất là ghê luôn. Đó, thấy ghê không? Thì cái bờ tường này bằng quà rất khó luôn, có lẽ là một cái công trình phụ thôi. Cảm giác ghê tợn. Đây là một cái ao, mình nghĩ là đây cũng có cá đấy. Có nước là có cá mà. Bây giờ mình sẽ vào bên trong cái căn nhà hoang này mọi người nhé. Ui giời, cái cửa đằng kia thì bị khóa rồi. Là cái cửa phụ này. Ui giời. Ôi trời trời trời. Có gì ở đây? Ui ghê ghê thế. Ui giời. Ui. Như này là giống như thế là ta làm để nằm ngủ một cái giường ấy. Còn những dưới này có còn gì không? Cái gì? Ôi trời ơi, cái gương mọi người này. Trời ơi, mình cứ nghĩ là cái gì nó dọi dọi đèn cơ. Hoài là cái gương. À, đây là cái giường nằm có họa này. Nhìn nó đi cửa này là không vào đâu mọi người. Như vậy là trong này không có gì hết. Nói chung là nhìn chung thì cái vị trí của ngôi nhà này nó không có gì, nó rất là hẹp. Và đây là chỉ một cái giường ngủ thôi. Có thể là người ta làm một cái chòi đây để người ta ở. Nhưng mà nó rìa đường mọi người nhé. Mình thấy nó xây dựng cũng khá là dài. Mà đứng bên ngoài nó rất là tùm luôn. Để xem bên dưới đó, lại xem có cái gì không mọi người. Tối quá, khó thấy mọi người. Mình phóng cho mọi người xem nhé. Như vậy là bên trong này cũng không có gì hết mọi người. Chổi. Chổi này đấy lâu lắm rồi mọi người. Mụi luôn. Động phát là nó vỡ tơi rồi. Tan tành hết luôn. Đó. Còn cái chỗ kia, cái công trình phụ chỗ kia cũng sợ, mình cảm giác không qua đâu mọi người. Đó, cái thành nó cao quá mà không qua được. Đó. Nói chung ngôi nhà này thì cũng không để lại cái gì nhiều. Rất là quang và sạch. Đó mọi người, không có gì hết. Để mình thử sang bên này xem. Lần này mình sẽ đạp vỡ cái đoạn này có được không? À được, được, được mọi người. Ui, qua được mọi người nhá. Tùm. Ghê cho mọi người. Úi dồi ôi mọi người thấy không? Nhìn này. Cái nơi này rất là nguy hiểm luôn. Rất là ghê, những con tập ni ở nước nằm đây là rất là nhiều. Mình phát hiện đây có một cái xác rắn. Rất là to ở đây. Mình phải quan sát thật cẩn thận không mà cặp ni nó nằm ở trên.
mình sẽ phải dùng trước cho mọi người nhé. Nó mà vò cho một miếng là hết thuốc chữa luôn, rất là ghê luôn. Nè mọi người xem, ui rồi ôi, nhìn ghê chưa. Đây có lẽ là một cái trang trại để chăn nuôi. Toàn gỗ không mọi người. Úi giời, cho mọi người xem cái xác rắn này. Quần này nó phải một rắn gì. Đây mọi người xem nhá. Khá là dài. Úi giời 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 giời. Thấy không? Ôi, dài dài không? Rất là to luôn. Và nó vụn, nó đã bị lâu rồi cho nên nó cũng tan tành rồi đó. Xác rắn rất là to. Vào trong này có gì nữa không? Rác rất ghê. Nhìn cái xác rắn này. Đó. Tợn không mọi người? Họ khám phá những cái nơi âm u như thế này, chúng ta phải thật cẩn thận. Và đặc biệt là phải có trang bị bảo hộ, đặc biệt là cái ủng mọi người. Cái rắn là nó hay cắn mình ở những cái nơi ở gót chân. Cho nên là chúng ta dám vào nó thì nó mới cắn mình thôi. Còn bình thường thì nó cũng không cắn mình đâu. Ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Quân. Xin chào tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người.